cho các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một số cái thủ thuật có thể làm chủ trên cái dòng sản phẩm Samsung Galaxy S8 và S8 Plus, giúp chúng ta có thể là sử dụng cái thiết bị một cách đơn giản hơn và thuận tiện cho chúng ta hơn. Thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái thủ thuật mà sử dụng cái phím, thay đổi cái ba phím chức năng ở trên cái phím điều hướng này, bao gồm thay đổi màu nè, thay đổi vị trí cho chúng cho nhau nè, rồi sử dụng cái phím trang chính để chúng ta có thể là mở khóa màn hình mà không cần phải sử dụng luôn cái phím nguồn. Rồi bây giờ hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào chi tiết cái cách thực hiện như thế nào. Rồi để thực hiện cái việc mà mình thông tin vừa nói á, thì chúng ta sẽ vào trong cái mục là cài đặt. Rồi ở trong cái mục cài đặt thì các bạn vuốt xuống tìm giúp mình tới cái mục có tên là màn hình. Đây, cái mục màn hình, các bạn bấm chọn vào. Rồi ở trên đây thì các bạn vuốt tìm giúp mình tới cái một cái mục nó có tên đó là thanh điều hướng. Đây, cái mục thanh điều hướng, các bạn bấm chọn vào. Rồi ở trên đây thì các bạn sẽ thấy những cái tính năng như sau. Thứ nhất là cái màu nền. Thì cái màu nền này sẽ giúp chúng ta thay đổi cái thanh điều hướng ở phía dưới. Các bạn thấy cái thanh điều hướng của mình đang là màu trắng thì mình sẽ bấm lên cái màu đen. Rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ chuyển thành cái màu đen, nhìn rất là hợp với dòng máy màu đen. Rồi các bạn muốn chọn sang màu nào thì các bạn chọn sang màu đó. Thì con gái thích màu hồng phấn thì các bạn nên chọn màu hồng phấn nè. Còn các bạn muốn tùy chọn màu sắc cho mình thì các bạn bấm vào cái biểu tượng nhiều màu này, nó sẽ ra một dải màu sắc, các bạn chọn màu gì cũng được hết, xanh, đen, cam, đỏ, vàng, tím. Các bạn có thể là bấm quay qua quay lại nè, đó các bạn bấm. Rồi sau đó các bạn hoàn tất thì nó tự động nó sẽ chọn, thì mình sẽ chọn cái màu đen. Đó là một cái tính năng thứ nhất là thay đổi cái màu sắc của thanh điều hướng phía dưới. Cái tính năng thứ hai là có thể là sử dụng mở khóa màn hình chính luôn. Các bạn có thấy ở trên đây nó ghi chữ là nhấn mạnh vào phím trang chính trong khi màn hình tắt để bỏ qua chế độ màn hình khóa và chuyển thẳng cho màn hình chờ luôn. Có nghĩa là nó sẽ giúp chúng ta đánh thức cái màn hình bằng cách các bạn nhấn mạnh vào cái phím trang chính này thì tự động nó sẽ cảm biến lực, nó sẽ mở khóa màn hình luôn. Một tí mình sẽ thực hiện cho các bạn thấy. Rồi cái tính năng này các bạn muốn bật lên thì cũng được, không muốn bật lên cũng được, thì tùy thuộc các bạn. Thì nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách là sử dụng cái phím chân chính này bấm hai lần để mở khóa màn hình luôn cho đơn giản, cho nghĩa là đánh thức màn hình. Rồi cái tính năng thứ ba mình muốn nói đây là cái bố cục phím. Các bạn sẽ thấy cái bố cục bàn phím của mình bao gồm nó sẽ là cái phím back, là cái phím quay về nằm bên phải chân chính thì nó sẽ nằm ở giữa, còn cái phím đa nhiệm được gọi là resnap thì nó sẽ nằm ở bên góc trái. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại thay đổi cái này để thuận tiện. Rồi mình mở màn hình lên, màn hình nó tắt rồi. Rồi bây giờ hiện tại các bạn sẽ bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ cho phép mình có hai sự lựa chọn. Một là thay đổi cái phím back và phím resnap này, nó sẽ thay đổi qua vị trí cho nhau. Cái phím chân chính thì nó không thay đổi được tại vì mặc định. Này hiện tại có thể bạn bấm thay đổi thì phía dưới nó sẽ thay đổi theo luôn. Để các bạn thấy thuận cho các nào các bạn sử dụng những cái dòng điện thoại, mình lấy ví dụ là HTC hay là những dòng điện thoại mà nó có bàn phím ngược á, ngược với Samsung á, thì mặc định Samsung là nó như vậy. Để các bạn là chọn vào đây, các bạn có thể là thực hiện cái thao tác nó dễ hơn, sử dụng máy nó ok hơn. Cái thứ ba là độ nhạy phím chân chính, thì mình nghĩ là cái này bật hay bật không bật thì cũng vậy thôi. Để nó độ nhạy thì các bạn thao tác cho nó nhạy hơn thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới máy hết. Thì mình khuyến cáo mình các bạn nên đặt cái vị trí bằng định luôn. Rồi thì các bạn thấy bây giờ mình đã giới thiệu ba cái tính năng rồi, bây giờ mình sẽ demo cái tính năng thứ hai. Cái tính năng thứ hai tại vì mình quay màn hình đó, mình không có demo chính xác được, thì các bạn bật lên để mình tắt màn hình. Các bạn thấy nè, rồi các bạn nhấn giữ lên cái phím home, đây cái máy nó sẽ rung lên, nó yêu cầu mình nhập cái mật khẩu thì mình sẽ nhập cái mật khẩu vào. Rồi ok, chứ nó không có mở khóa màn hình luôn các bạn nha, nó chỉ là đánh thức màn hình của chúng ta thôi. Nhấn giữ vào phím home, nhấn giữ vào tắt màn hình, nhấn giữ vào phím home thì nó sẽ rung lên, nó yêu cầu mình nhập cái mật khẩu vào thì các bạn nhập vào. Rồi như vậy là mình đã giới thiệu một cái thêm một cái tính năng trên cái phím trang chính, cái thanh điều hướng chúng ta đổi màu nè, mở khóa bằng phím trang chính nè, thay đổi bố cục của phím trang chính. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video clip.